Hello, xin chào cả nhà. Xin tự giới thiệu, em là An, đến từ đơn vị hợp tác xã Gia Phúc Sen. Như đã lên lịch cùng với cả nhà, hôm nay em sẽ lên một clip giới thiệu về các sản phẩm mới của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Trong đó như ở đây thì các chị đã thấy rồi, đó sẽ là một cây dao mèo cán ốp và một cây dao quắm cán ốp. Đây là những sản phẩm mới nhất của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Và chắc chắn rồi, trong clip này em sẽ mang tới cho cả nhà mình những voucher đặc biệt để mình có thể được săn những con hàng mới nhất và với mức giá hấp dẫn nhất các anh chị nha. Tại vì vậy mà các anh chị hãy theo dõi clip này để mình lấy được mã voucher ngày hôm nay để mình chớp lấy cơ hội mình mua hàng với mức giá ưu đãi nhất ạ. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết lần lượt các mẫu dao. Mẫu đầu tiên em muốn giới thiệu tới cả nhà mình đó sẽ là một cây dao mèo 28. Mã của sản phẩm là M28OCD. Cây dao mèo 28 này thì lưỡi dao nó sẽ dài 28 cm. Phần cán dao ở đây thì nó sẽ dài vào khoảng là 13 đến 14 cm. Và cán ở đây sẽ là cán ốp phun tang các anh chị nhé. Cán ốp phun tang và sau đấy là cán là cán liền luôn như thế này. Và có ốp hai mảnh gỗ cẩm chỉ lại với nhau. Và ở đây sẽ có 4 chốt đinh ở đây là bằng đồng thau các anh chị nhé. 4 chốt đinh ở đây là bằng đồng thau ạ. Tất cả các sản phẩm của bên em lưỡi dao đều được rèn thủ công từ thép nhíp xe ô tô ngang nguyên khối. Phần lưỡi dao có dập chìm logo HTX Dao Phúc Sen và có tem chống hàng giả ở đây. Tem chống hàng giả này là mình có thể check được bằng iCheck các anh chị nhé. Đó. Cây M28OCD này thì thiết kế cũng giống như những cây dao mèo 28 khác, chức năng cũng giống như vậy. Mình dùng để đi rừng, chặt cây, phát quang hoặc mình cũng có thể dùng để mình chặt gà vịt được các anh chị nhé. Dòng cán ốp thì nó sẽ đầm tay và chắc tay hơn so với những dòng cán tra. Bởi vì cái phần chuôi này nó là thép hết toàn bộ mà. Nên là nó sẽ cảm giác cầm nó sẽ đầm hơn và nó nặng chuôi hơn. Đây ạ. Cây này là mình chuyên dùng để đi rừng, chặt cây, phát quang và mình cũng có thể là mình sử dụng để mình chặt gà vịt được. Khi vào rừng thì cái phần mũi nhọn này thì mình cũng có thể là mình lọc được anh chị nhé. Mũi nhọn lọc được này, rồi cái phần đầu lưỡi dao này khá là mỏng và sắc như vậy mình cũng có thể là mình thái được rồi ạ. Còn khi mình chặt thì thường thường là mình sẽ chặt ở cái khoảng 2/3 của cái lưỡi dao ở phần gần chuôi như thế này là chặt là ok nhất. Mẫu dao mới tiếp theo ở trong clip này em muốn giới thiệu tới cả nhà mình đó sẽ là một cây dao quắm. Mã của sản phẩm là QDR. Đó, cây này thì là thiết kế kiểu dáng rất là mới lạ rồi đúng không ạ? Nhìn nó hơi giống cây GT02 của bên em ngày trước ạ. Nhưng mà cái phần mũi này thì nó sẽ có cái mỏ có cái mỏ như thế này, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Nó gọi là hiện tại thì em đang gọi cây này là cây dao quắm và mã của nó là QDR các anh chị nhé. Phần lưỡi dao thì cũng vẫn được rèn thủ công từ thép nhíp xe ô tô Nga. Và sau đấy thì thợ bên em có tạo những cái lỗ như thế này. Đó. Đó, như này thì là mình dùng để đi rừng chặt cây phát quang hoặc là mình trưng bày cây này cũng nhìn cũng rất là chất và ngầu luôn nhé các anh chị nhé. Thì rất là đẹp luôn, chất, thì rất là chất luôn. Cây này thì có cái phần lưỡi dao nó sẽ dài vào khoảng 28 đến 30 cm. Phần độ dày của sống dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng 5 đến 6 ly. Bụng dao thì nó sẽ rộng khoảng 5,5 đến 6 cm. Đó. Trọng lượng của cây này thì nó sẽ vào khoảng là 7 lạng ạ, 6 đến 7 lạng. Cây này thì chuyên dùng để mình đi rừng phát cây rồi phát quang, có thể là chặt cây hoặc là mình trưng bày cũng rất là ok các anh chị nhé. Như em đã hứa tới cả nhà mình là trong clip này ngày hôm nay ra mắt sản phẩm mới. Hôm nay em sẽ bán cây này với giá là 510.000 và miễn phí ship ạ. Dao quắm cũng vậy các anh chị nhé, cũng là 510.000 và bao luôn phí ship, số lượng có hạn. Vì vậy mà các anh chị đang quan tâm tới các sản phẩm dao mèo hoặc là dao quắm mẫu mới nhất của hợp tác xã Gia Phúc Sen thì hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội này, gọi điện tới tổng đài 0987 240 733 để được đặt hàng và mua hàng sớm nhất ạ. Bây giờ em sẽ xin phép được kết thúc video giới thiệu các sản phẩm mới của hợp tác xã Gia Phúc Sen ở đây. Nếu các anh chị yêu quý em, yêu quý hợp tác xã Gia Phúc Sen thì hãy ủng hộ chúng em nhé. Hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ chúng em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình. Chúc cả nhà mình có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng.